Bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp có tiền cầu, con đã nghe thấy chương trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ quyển 6, Hán Dịch Đời Tùy, Pháp Sư Sa Na Quật Đa, Hợp Bộ Đời Tùy Sa Môn Thất Bảo Quý, Chùa Đại Hưng Thiện, phẩm 11, Ngân Chủ Đà La Ni. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, các Bồ Tát này đã huân tu các pháp, gọi là các Bồ Tát. Bồ Tát chưa nhóm các hạnh từ xưa, Bồ Tát nhiếp giữ, có pháp căn bản tên là Bất Nhiễm Tước Đà La Ni. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, bạch Thế Tôn, nói về Đà La Ni thì Đà La Ni câu nghĩa là gì đây? Vì Đà La Ni chẳng phải là Đà La Ni, bạch Thế Tôn, vì phương xứ chẳng phải là phương xứ. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, rất hay, này Xá Lợi Phất, do ông phát hạnh Đại Thừa, tín hiệu Đại Thừa, tăng sức Đại Thừa, đúng như lời ông nói, Đà La Ni ấy chẳng phải phương xứ, chẳng phải chẳng phương xứ, chẳng phải pháp, chẳng phải chẳng pháp, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải sự vật, chẳng phải chẳng sự vật, chẳng phải duyên, chẳng phải chẳng duyên, chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành, không có pháp sinh, cũng không có diệt, chỉ vì lợi ích cho hàng Bồ Tát. Như vậy nói, Đà La Ni này là thực hành đạo hợp lực trụ, đó gọi là các công đức Phật, giới của Phật, học của Phật, mật ý của Phật, sinh ra lập Phật, gọi là pháp căn bản tên là Bất Nhiễm Trước Đà La Ni. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì con diễn nói kinh điển, nguyện vì con diễn nói pháp căn bản Đà La Ni này. Hàng Bồ Tát trụ ở trong đó rồi sẽ chẳng thoái chuyển nơi đạo chư thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ thành chánh nguyện, chẳng nương tựa pháp biện tài tự tính, sẽ được sự hiếm có tự an trụ đạo và là đạt được Đà La Ni. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, rất hay, rất hay, này Xá Lợi Phất, đúng vậy, đúng vậy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đạt được Đà La Ni nên nói như vậy. Như Phật, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đạt được Đà La Ni, nếu có người cúng dường tôn trọng phụng sở cung cấp thì phải như đúng cúng dường Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nghe Đà La Ni này hoặc thọ trì hoặc tin hiểu thì những người đó là được cúng dường như vậy, chẳng lìa khỏi tâm Bồ Đề, như Phật không khác. Này Xá Lợi Phất, đây là Đà La Ni. Đa Điệt Tha Sang Đà La Ni Uất Đà La Ni Tam Bát La Đế Sở Si Đà Tu Nama Tô Bát La Đế Sa Tra Tỷ Xà Dạ Ba La Tát Đế Dạ Bát La Đề Xà Nhã Tô A Hô A Sa Na Ma Đế Út Đa Ba Đà Ni A Bà Na Ma Đê A Tỷ Sư Đà Ni A Tỷ Tỷ Gia Hạ La Thủ Bà La Đế Tô Na Thi Lợi Đa Bà Hầu Cùng Bà A Tỷ Bà Đà Ta Bà Ha. Này sẽ lại phát ra là câu Đà La Ni tên là Bất Nhiễm Trước, chân chánh an trụ, chân chánh thọ nhận tạo tác rồi. Nếu Bồ Tát thọ trì thì vì đó hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp chẳng bỏ các nguyện, tâm Bồ Tát đó sẽ có thể hàng phục được giáo gậy túc độc tú dữ. Vì sau này sẽ lợi phất, Đà La Ni Bất Nhiễm Trước này là mẹ của chư Phật quá khứ, mẹ của chư Phật vị lai, mẹ của chư Phật hiện tại, gọi là pháp căn bản tên là Bất Nhiễm Trước Đà La Ni. Này Xá Lợi Phất, nếu người nếu trong 10 A Tăng Kỳ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có đầy bảy báu, rồi đem số báu đó cúng dường các Đức Phật Thế Tôn và dùng đồ ăn thức uống quần áo thượng hạng đem cúng dường những Đức Phật trong ngọn ấy A Tăng Kỳ kiếp đó, đối với pháp căn bản Đà La Ni Bất Nhiễm Trước này chỉ trì một câu thì phước đức này sẽ ra nhiều hơn phước đức cúng dường trên kia. Vì sao? Này sẽ được phát vì các căn bản Đà La Ni Bất Nhiễm Trước này là mẹ của chư Phật vậy. Phẩm 12, Đại Biện Tiên, Hán Dịch Đại Bắc Lâu Tâm Tạng Pháp Sư Đà Phật Sống. Bây giờ Thế Thuận Đại Biện bạch, bạch Thế Tôn, người nói pháp đó có sẽ làm tăng thêm năng lực nhận thuyết biện tài, khiến cho người ấy nói pháp trang nghiêm, tuần tự khéo, được dự, được đại trí. Nếu trong kinh này có mất văn tự, có nghĩa lầm lỗi thì con có thể khiến cho vị tỳ kheo nói pháp này theo thứ lớp trở lại được năng lực tổng trì, khiến cho chẳng quên mất. Nếu có chúng sinh ở chỗ trong ngàn Đức Phật gieo trồng các căn lành từ người nói pháp này, vì những người đó nên ở cõi Diêm Phù Đề giải nói lưu động, lưu truyền rộng rãi kinh điển ví dụ này.
khiến chẳng đoạn dứt, để khiến cho vô lượng viên chúng sinh được nghe kinh này, sẽ khiến cho những người đó được lợi ích, dũng mạnh chẳng thể nghĩ bàn, cho nhóm trí tuệ lớn qua ba phước đức chẳng thể xưng lường. Do lý giải đủ loại vô lượng phương tiện, có thể biện luận khéo léo thông suốt tất cả các luận, và biết đủ loại kỹ thuật của thế gian, có thể ra khỏi sinh tử được không thoái chuyển, cho định mau chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật chỉ đây cho ngài Sanh Quốc Đa Dịch Bổ Túc vào: con nay lại muốn nói cho người nói pháp ấy, phép chú dục tắm rửa. Nó có tỳ kheo thọ trì kinh này, là có chúng sinh rất ưa thích nghe kinh điển này. Tụi con vì những người đó trừ tất cả sao xấu tai họa, trừ hết dịch khí bệnh tật, khổ sinh tử, ác khẩu đấu tranh, miệng lưỡi huyền quang, đêm nằm ác mộng, ác thần chướng nạn, thuốc độc bùa chú, tất cả ác chướng đều được diệt trừ. Những chúng sinh này nếu có nghe nhận kinh pháp đó, thì cần phải trì tụng chú này, dùng chú dược nấu nước nóng tắm rửa thân mình. Vậy nên con nói pháp chú dược: lấy xương bồ tốt hùng hoàng, mục túc hương, thiên lợi xa, cam tùng hương, sa di câu kỹ, thảo hắc hương, hoa cao thảo, trầm hương, quế bì, đinh hương, phong hương, bạch giao hương, an tức hương, a la sa tiễn hương, linh lan hương, ngải nạp hương, chiên đàn hương, thạch hùng hoàng, thanh mộc hương, ước kim hương, phụ tử, giới tử, hạt cải, xúc sư, mật ốc kim căn, na la đà tảo, long hoa. Những vị thuốc như vậy thái mộng ra, dùng ngày sau quỷ hòa hợp giả thuốc rồi thì chú thì trì chú này vào đó 108 biến, liền nói chú: đa điệt tha tôi chỉ, ý lị chỉ, kama đá tả xà nộ ca la trì, ha nộ ca la trì, nhân đà la xà ly, sa ca đề ly, ba xà đề ly, a bạc đá, ca tư nà hài đa, câu độ câu, ca tỳ la, ca tỳ la, mạc chỉ thi, la mạc chỉ sa đề, đầu đầu ma bạc chỉ thi lị, thi lị tác đế, gia tác tất đế, ta bà ha. Rồi dùng phân trâu đét lên đất dọc ngang bảy kiểu tay để làm đạo tràng, dùng hoa tuôn rải trong đạo tràng, treo phướng lộng bằng lụa ngũ sắc dê khắp trên đất ấy, dùng chén vàng, chén bạc đựng nước đường phèn, nước bồ đào, nước đường sữa đặt ở bên ngoài đạo tràng. Ở bốn góc đều có một người mình mang mau giáp, tay cầm giáo gậy giống mình mà đứng. Là cần bốn đồng tử đều mặc áo sạch, còn mình hoa cùng đứng ở bốn góc của đạo tràng, đốt giao hương cúng dường cho được gián đoạn. Lại làm phướng thần năm sắc, bốn góc an trí cờ báu và năm loại âm nhạc, âm thanh nhạc cụ. Dùng đồ sạch mới đựng nước thơm ấy đặt ở giữa đạo tràng, rồi trước phải kết giới, sau mới tắm gội, đập chú kết giới. Đa điệt tha, ác la kỳ, gia gia nỉ, e lệ ti, lệ xí, xí lệ, ta bà ha. Rồi thì chú vào nước 21 biến, tung đại khắp bốn phương, rồi nói chú nước tốt, chú thân. Trước trì chú thân 108 biến, lại trì chú nước thuốc 108 biến, rồi dùng nước thuốc này tắm gội thân mình. Chú tắm gọi là: đa điệt tha, ta dạ trì, tỳ dạ trì, tỳ dạ trà, bạc đế, tha bạc hát. Tụng chú tắm gội rồi, hành giả vì chánh người ấy phát ra nguyện rộng lớn, nguyện xin sao thần khắp bốn phương che chở thân mạng, luôn khiến cho tốt lành, không có các chứng nạn, sao xấu tai họa đều không sợ hãi, bốn đại an lành, không có các bệnh tật, tất cả nỗi sợ hãi đều được trừ khỏi. Lại nói chú thân và nguyện chú: ta nỉ tỳ, ta nỉ, ta ba ha, ta già trì, tỳ già trì, ta ba ha, ta già la, tam phù giá đa, đá gia, ta ba ha, càng đà ma đà, na gia, ta ba ha, ni la kiền, tha gia, ta ba ha, a la kỳ đá, tỳ lị xà gia, ta ba ha, ema bà,
tam phù đá gia ta bà ha ani di la bà ca đá la gia ta bà ha nán mô bà già bà đế bạc la ma nỉ namata la tát kỳ đế maha đề tỳ tứ tống đô mạng đá la bát đà đảm bà la hùng a ma ma a nô mà nhã đô ta bà. Đến đây thiên thần là biện bạch bà thế tôn, nếu có tỳ kheo tỳ kheo này ư bà tất ư bà di thọ trì độc tụng ghi chép lưu truyền thì đúng như pháp mà làm, hoặc thành ốc xóm làng đồng trống đường đi chùa tháp tăng phòng trú xứ của người tiếp tục có xảy ra những người này đem theo quyến tụ tôi lên âm nhạc trời đi đến đạo tràng trừ diệt tất cả bệnh tất cả sao xấu tai họa trừ tất cả dịch bệnh của sinh tử trừ tất cả ác khẩu đấu tranh miệng lưỡi của quan huyện trừ tất cả đêm nằm ác mộng trừ tất cả thần chướng nạn trừ tất cả thuốc độc bùa chú tất cả ác chướng khi có tiền kheo thì kheo này ưu bà tất ưu bà di thời điều độc tụng kinh này thì mau chóng qua khỏi phiền não thể nhập vào địa am tỳ bà trí hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác do công đức này nên cho vị ấy mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn khen thiên thần đại biện: hay thầy, hay thầy, này thiên thần đại biện, ông có thể vì chúng sinh suy nghĩ việc thiện, có thể khiến cho tất cả chúng sinh phát khởi lòng ý chí không lo sợ, không sợ của họ, vì các chúng sinh giảng nói công năng của thuốc chú này làm lợi cho tất cả chúng sinh. Đến đây thiên thần đại biện lễ Đức Phật ba lạy rồi trở lại chỗ ngồi. Bây giờ Bà La Môn Kiều Trần Như với năng lực thần chú nên thỉnh thiên thần đại biện: con cũng cung kính thiên thần đại biện, danh tiếng gian khắp tất cả thế gian, luôn ở trong núi trời đồng quỷ thần, tất cả đều kính thường mặc áo cỏ và đứng một chân, tất cả thiên chư thiên đều đi đến đó muốn tỉnh thiên thần, nguyện cho tất cả chúng sinh trí tuệ hiểu rõ ngôn ngữ hay dùng lời lành. Đa thị tha mâu lị tỳ lị a bà kỳ a bà xà bạc đế hưng cừ dị cừ lị di cừ ly tân đà la bạc đế ương cừ sái mạc lợi chỉ tô ma đế đề kỳ ma đế a kỳ lợi ma kỳ lợi đa la già bạc đế chỉ lợi thi lợi di lợi ma chỉ lợi la di nỉ tô la chiết sư đế lô ca thi ly sư đế lô ca tất lợi dịch tất bà đà bạc la đế tỳ ma mục xí thủ chỉ già lợi a ba la đế hà đế a ba la đế hà đa phù địa nam mô chỉ nam mô chỉ ma ha đề tỳ ba la đế già lợi hất na na ma ta ca la ma ma phù địa a ba la đế ha đa bà bà đố sa tát đa la sa lô kê đạn đa la tỳ tra ca ca tỳ gia địa sơ đa địa tha ma ha ba la bà tê a lợi di lợi e lợi di lợi tỳ già la đô ma ha phù địa y phạm na ma tả bà na già bà đế tỳ gia đề ta la ta bạc đế ca la trì chỉ do ly e lợi di lợi e lợi di lợi a bà ha dương di ma ha đề tỳ phật đà tát tri na đạt ma tát tri na tăng già tát tri na nhân đà la tát tri na bà lâu na tát tri na di lô chỉ tát tri na bà đề na tri sản tát tri na tát tri na bà chi nỉ na a bà ha dương di ma ha đề tỳ đá điệt tha e lợi chế lợi e lợi tỳ dạ la đô bột đề ma ma nam mô bà dạ bà đế ma ha đề tỳ ta la ta bà đế tất trấn đố mạng đa la ba đà ta bà ha. Lúc ấy Bà La Môn Kiều Trần Như dùng kệ khen thiên thần đại biện: tất cả các vị thần đã chích tâm lắng nghe, tôi nay muốn ngợi khen thiên thần đại thánh biện, đại biện thiên tôn quý trong tất cả phái nữ, trời Atula thảy giả xoa và càng tác trong các thánh thế gia,
ngon quý hơn tất cả công đức nhiều vô lượng dùng để trang nghiêm thân. Mắt như hoa ưu bát, tướng trí tuệ công đức như ngọc bảy báu thành thế gian rất khó thấy. Tôi nay muốn ngợi khen lời tôi thắng sâu xa, quyết định ban cho tất cả chúng. Tôi thắng tối cao không ai hơn, tướng tốt đoan nghiêm nhuần chúng sinh, hình dáng thanh tịnh như hoa sen, mắt lớn đẹp đẽ hơn tất cả, thân thể đoan chánh nhìn không chán, vô số cái tướng tốt trang nghiêm, ánh sáng thanh tịnh như vầng trăng, trí tuệ thấu suốt khắp tất cả, đạt được tẩm trì và nhớ dai, hiện hình người cưỡi trên sư tử, tôi có tám tay để trang nghiêm. Chúng sinh nhìn thấy như trăng rằm, tiếng cực hay, ngôn ngữ biện tài, trí tuệ sâu xa khó nghĩ bàn, do trí tuệ này luôn tròn đầy. Ban cho chúng sinh tất cả nguyện là bậc tối thượng trong tất cả, Đế Thích Tu La cùng Dạ Xoa Càng Tát Bà và cả chư thiên, tất cả đại chúng thường khen ngợi, tất cả chúng tôi nên cúng dường, lòng cung kính thanh tịnh cẩn trọng, do nguyện này nên được cát tường, ở chỗ sợ hãi luôn phòng hộ. Nếu lại có người lòng thanh tịnh, sớm sáng sớm tụng kệ bảy chỗ này, ta khiến người này được mãn nguyện, cần gì cấp cho không thiếu thốn. Nói kệ xong, khi cho tất cả chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 13 công đức thiên. Bây giờ trời công đức bạch Bạch Thế Tôn, người nói pháp này, nếu cần dùng các vật dụng như y phục, thực phẩm, giường nằm, thuốc men và các của cải khác, thì con sẽ cung cấp không có gì thiếu thốn, khiến cho lòng an trụ, ngày đêm an lạc. Chánh niệm tư duy về chương cũ kinh này, phân biệt ý nghĩa sâu xa. Tôi có chúng sinh ở chỗ trăm ngàn đức Phật gieo trồng các căn lành từ người nói pháp này, và những chúng sinh đó nên ở cõi Diêm Phù Đề tuyên dương lưu truyền rộng rãi kinh điển vi diệu này, khiến cho chẳng đoạn dứt. Những chúng sinh đó nghe kinh này rồi, ở đời vị lai vô lượng trăm ngàn đa do tha kiếp, thường ở cõi trời trong loài người được hưởng niềm vui gặp gỡ chư Phật, mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, khổ của ba đường ác đều hết không còn. Bạch Thế Tôn, con đã ở chùa Đức Bảo Hoa Công Đức Hải Lâu Ly Kim Sơn Chiếu Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự đường vô thế nhân sư Phật Thế Tôn, trong đời quá khứ gieo trồng các căn lành. Vậy nên con nay tùy theo phương nghĩ đến, tùy theo phương nhìn thấy, tùy theo phương đi đến mà khiến cho vô lượng trong ngày chúng sinh đạt được những sự an lạc như y phục, ẩm thực, đồ dùng sinh sống, vàng bạc bảy báu, trân châu lưu ly, san hô, hổ phách, ngọc bích, ngọc kha, đều không gì thiếu thốn. Nếu có người khen ngợi kinh điển vi diệu Kim Quang Minh, vì con cúng dường cái Đức Phật Thế Tôn ba lần sân tấn con đốt hương cúng dường Đức Phật rồi lại dùng hoa hương đủ các vị ngon cúng dường riêng cho con, tung rải khắp các phương thì nên biết, người đó liền có thể tụ tập của cải Phật báu. Cho nhân duyên này nên tăng trưởng vị của đất, thân đất và chư thiên đều được hoan hỷ. Vì gieo trồng lúa gạo, mầm tơm, cành lá, quả trái xum xuê, thân cây vui mừng sinh ra vô lượng đủ thứ nhân vật. Khi ấy con dùng lầm từ người đến các chúng sinh, nên ban cho họ nhiều vật dụng cần dùng cho cuộc sống. Bạch Thế Tôn, chú tỳ sa môn ở phương Bắc này, có ngôi thành tên là A Ni Mạn Đà. Thành ấy có vườn tên là Công Đức Hoa Quang. Ở trong vườn này có khu vườn tối thắng tên là Kim Tràng với quả báu rất vi diệu. Đây là nơi con thường ở. Nếu muốn của báu được tăng trưởng thì người này phải ở chỗ của mình. Tôi nước quét dọn sạch sẽ, tắm gội thân thể, và áo trắng tinh khiết, dùng hương quý, xóa thân. Rồi vì con chỉ tâm xưng danh hiệu Đức Phật Bảo Hoa Lưu Ly Thế Tôn ba lần, lễ bái cúng dường đốt hương tung hoa, cũng phải ba lần xưng kinh Kim Quang Minh và chí thành phát nguyện là dùng hương hoa đủ thứ vị ngon cúng riêng cho con, tung rải khắp các phương. Bây giờ phải nói chương cũ như vậy. Bà Lợi Phú Lâu Nê Già Lợi Tam Mạn Đà Đạt Xá Ni Ma Tỳ Ha La Già Đế Tam Mạn Đà Tỳ Na Già Đế Ma Ha Già Lị Ba Đế Ba Ta Di Tát Bà Đá Tam Mạn Đà Tô Bát Lị Phú Lệ A Dạ Na Đạt Ma Đế Ma Ha Tỳ Cổ Tất Đế Ma Ha Di Lặc Kỳ Tăng Kỳ Đế Ê Đế Tỷ Tam Bát Kỳ Hy Đế Tam Mạn Đà A Ta A Miễn Ta La Ni. Nam Mô Nhất Thiết Tam Thế Phật, Nam Mô Nhất Thiết Chư Bồ Tát, Nam Mô Di Lặc Bồ Tát.
con em muốn nói thần chú. Đế đị ta ba lệ phố lâu na dạ lợi ta màn đà đạt sa đi ma thị ha la dạ đế ta màn đà tỳ đà na dạ đế ma ha ca diếp lệ gia ba lợi ba la ba nỉ tác bà lợi đà ta mạng đa tu bác lợi đế phố lệ na a dạ na đạt ma đa ma ha cầu tất đế ma di lạc đế lô ki tăng kỳ đế đế a đế tỷ tăng kỳ hy đế ta mạng đà ác tha hà miễn ba la ni tá ba hà. Chúng cố quán định này nhất định là các tường chân thật chẳng hư dối. Chúng sinh đẳng hạnh và thiện căn bậc trung cần phải tọa trì độc tụng thông suốt 7 ngày 7 đêm tọa trì 8 giới sáng chiều tịnh tâm chụp hương hoa cúng dường 10 phương chư Phật thường vì thân mình và các chúng sinh mà hồi hướng đầy đủ về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khởi tự nguyện này khiến cho nguyện cầu của con đều được các tường nơi chỗ ở của mình như nhà cửa phòng xá và quét dọn sạch sẽ hoặc tại chỗ của mình hoặc chốn a lăng nhã dùng bùn thơm tối trát trên đất đốt hương thơm phi diệu bày tòa ngồi đẹp thanh tịnh dùng đủ loại hoa hương tuôn rải lên đất ấy để đợi con. Và lúc đó trong chừng khoảnh khắc một niệm có bao nhà người ấy liền ngồi trên tòa phi diệu đó. Từ đây ngày đêm con khiến cho gia cư này hoặc con ấp hoặc tăng phường hoặc nơi đất đóng không điều gì thiếu thốn, hoặc tiền của hoặc tiền hoặc vàng bạc hoặc trân bảo hoặc rau dê hoặc lúa gạo, tất cả vật cần dùng để được đầy đủ, mọi người đều được an lạc nếu họ có thể đem phần căn lành tối thắng đã làm của mình mà hồi hướng cho con thì con sẽ trọn đời chẳng xa người ấy bất cứ ở đâu. Cùng chí tâm hộ niệm thì theo sự cầu xin của người ấy cần khiến cho họ được thành tựu, người ấy cần phải chí tâm kính lễ những đức Phật Thế Tôn có danh hiệu là Như Lai Bảo Thắng, Như Lai Vô Cấu Xí Bảo Quang Minh Phương Tướng, Như Lai Kim Diện Quang Minh, Như Lai Kim Bách Quang Minh Chiếu Tạng, Như Lai Kim Sơn Bảo Cái, Như Lai Kim Hoa Diệm Quang Tướng, Như Lai Đại Cự, Như Lai Bảo Tướng, cùng cung kính lễ bái Bồ Tát Tính Tướng, Bồ Tát Kim Quang Minh, Bồ Tát Kim Tạng, Bồ Tát Thường Bi, Bồ Tát Pháp Thượng, cùng lễ bái Đức Như Lai A Xuất ở phương Đông, Đức Như Lai Bảo Tướng ở phương Nam, Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây, Đức Phật Vi Diệu Thanh ở phương Bắc. Phẩm 14 Kia Lao Địa Thần. Bây giờ Địa Thần Kia Lao bạch Bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh này, hoặc đời hiện tại hoặc đời bị la ở tại khắp nơi hoặc thành ấp sấm đài hoặc núi sông chỗ đất trống hoặc cung vua nhà cửa, Bạch Thế Tôn tùy theo chỗ kinh điển này lưu truyền trong địa phận này bày tòa ngồi sư tử để người nói pháp ngồi trên tòa ấy và nói rộng rãi kinh điển ví dụ này, con sẽ luôn ở đó ẩn thân để hộ vệ ở dưới pháp tòa đảnh lễ kính trọng dưới chân pháp sư ấy, con nghe pháp rồi được uống pháp vị cam lộ vô thượng tăng thêm khí lực mà đại địa này sâu đến 16 vạn 8 ngàn cho tuần, từ bờ cõi kim cang đến trên đất biển đều được tăng trưởng đầy đủ các vị, màu mỡ thịnh vượng hơn ngày hôm nay. Do vậy, trong cõi diêm phù đề, thảo dược cây cối, rễ thân, cành lá, hoa trái, xum xuê, sắc đẹp, vị thơm đều đầy đủ. Chúng sinh ăn rồi được tăng trưởng tuổi thọ, sắc đẹp, sức lực, biện tài, yên ổn các căn, sáu tình đầy đủ thông suốt. Uy đức dung mạo đoan nghiêm đặc thù, thành tựu đủ loại như vậy rồi, sự nghiệp đã làm phần nhiều thành công, có thể lực lớn, tinh cần dũng mãnh. Như vậy Bạch Thế Tôn, trong cõi diêm phù đề yên ổn giàu có vui sướng cho dấu đông đúc, tất cả chúng sinh được hưởng nhiều an lạc, hài lòng với tùy theo niềm vui của họ. Những chúng sinh này được uy đức thế lực lớn như vậy rồi, có thể cúng dường kinh Kim Quang Minh và cung kính cúng dường bốn bộ chúng và người tọa trì cái này. Vào lúc ấy con sẽ đến chỗ ấy, vì các chúng sinh được an lạc mà thỉnh người nói pháp tuyên bố rộng rãi kinh điển như vậy. Vì sao Bạch Thế Tôn việc kinh kiến quán bên này? Đã khi tiêu nói rộng rãi, thì ý đức đạt được của con và quyến thuộc hơn gấp bội bình thường. Thân lực tăng trưởng, lòng tinh tấn, dũng mãnh. Bạch Thế Tôn cũng vị cam lộ vô thượng rồi. Đất ở cõi diêm phù đề ngay nhập 7 ngày cho tuần, còn ở bội phần. Lúc thường, Bạch Thế Tôn đại địa mà tất cả chúng sinh nương tựa này,
nó có thể tăng trưởng tất cả vật cần dùng, tăng trưởng tất cả vật cần dùng rồi, khiến cho các chúng sinh sử dụng theo ý muốn, được hưởng an lạc với đủ loại ẩm thực, y phục, giường nằm, cung điện, nhà cửa, cây cối, vườn rừng, sông, ao, suối giếng. Những vật như vậy nhờ đưa vào đất đều có đầy đủ. Như vậy bạch Thế Tôn, những chúng sinh này vì biết ơn con nên suy nghĩ ta phải nhất định nghe những kinh này, cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Nghĩ thế rồi họ liền từ chỗ ở hoặc thành ấp xóm làng nhà cửa đất trống đi đến chỗ pháp hội để nghe những kinh này. Nghe nhận rồi họ trở lại chỗ ở của mình đều vui mừng và nói: chúng ta hôm nay được nghe pháp vi diệu sâu xa vô thượng này, là chú nhóm được công đức chẳng thể nghĩ bàn, gặp gỡ vô lượng của biển kế đức Phật, quả báo ba đường ác đã được giải thoát, và đệ bị lai thường sinh lên cõi trời và trong loài người được hưởng an lạc. Những chúng sinh đó được ở tại trú xứ và vì người khác dễ nói kinh này, hoặc nói một ví dụ, một phẩm, một duyên, hoặc lại khen ngợi một đức Phật, một vị Bồ Tát, một bài kệ 4 câu cho đến 1 câu và xưng danh tự đầu đề kinh này. Bạch Thế Tôn, tùy theo chỗ ở của chúng sinh đó mà đất nơi ấy đô phú thịnh vượng hơn đất chỗ khác, và mọi vật sinh ra nhờ đất này đều được tăng trưởng rộng lớn nhiều thêm, khiến cho chúng sinh được hưởng an lạc của báu giới thừa, ưa bố thí, ưa thích bố thí, lòng thường kiên cố thân sâu tâm bảo. Đối với Đức Phật Bảo Địa Thần Kiên Lao, có chúng sinh thậm chí chỉ nghe ý nghĩa một câu của kinh Kim Quang Minh này thì tuổi thọ trong loài người hết được tùy ý giảng sinh lên tại tập tam thiên này địa thần. Nếu có chúng sinh dùng một cuốn dừa kinh điển này mà trang hoàng nhà cửa cho đến dán treo một cờ một lọng hoặc dùng một tấm vải, thì 6 tầng trời cõi dục đã có cung điện bảo báu tự nhiên, người này sau khi mạng chung liền phản sanh về đó. Này địa thần, ở trong những cung điện bảo báu tất cả đều tự nhiên có 7 thiên nữ cùng nhóm vui đùa, ngài đến tường được hưởng an lạc với diệu chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ địa thần bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, thế nhân duyên, khi tỳ kheo ngồi pháp tòa nói pháp, con thường ngày đêm hộ vệ chẳng rời, ẩn che thân mình và lại dưới pháp tòa, định lại dưới chân vị ấy. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh ở nơi trong ngày Đức Phật gieo trồng căn lành, từng người nói pháp này, vì những người đó mà ở cõi Diêm Phù Đề tiên nói, lưu truyền kinh điển phi diệu này, khiến cho chẳng đoạn dứt, những chúng sinh đó cái kênh này rồi để bị lai vô lượng trong ngày nay do thai kiếp, họ ở cõi trời hoặc trong loài người tự được hưởng an lạc, gặp cả các đức Phật mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, khổ của ba đường ác đều đoạn trừ sạch. Phẩm 15, tán chỉ quỷ thần. Bây giờ đại tướng quân quỷ thần tán chỉ và 28 bộ nhẫn quỷ thần đều liền đứng dậy, sẽ bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, kinh điển vi diệu kim quang minh này, nếu đời hiện tại và đời vị lai ở tại khắp nơi, hoặc thành ấp xóm làng, hoặc sông núi chỗ trống, hoặc cung vua nhà cửa, tùy theo chỗ lưu truyền của kinh điển này, con sẽ cùng với 28 bộ đại quỷ thần này đi đến chỗ đó, ẩn che thân hình để theo ủng hộ người nói pháp đó, tiêu diệt các ác, khiến cho được yên ổn. Còn chúng nghe pháp hoặc nam hoặc nữ hay đồng nam đồng nữ, đối với kinh này thậm chí chỉ nghe được danh hiệu một Đức Như Lai, một vị Bồ Tát và danh tự đầu đề của kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, thì con sẽ theo hầu túc trực để ủng hộ diệt hết ác của người ấy, khiến cho được yên ổn, và làng nước thành quách hay cung điện vua nhà cửa chỗ trống đều cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, về chân chuyên gì mà con tên là đại tướng quỷ thần tán chỉ? Thưa vâng, Đức Thế Tôn tự sẽ chứng biết. Bạch Thế Tôn, có biết tất cả pháp, tất cả duyên pháp, rõ tất cả pháp, biết rành rẽ pháp, như pháp ăn trụ vào tất cả pháp, như tính đối với tất cả pháp, bao hàm tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, con hiện tại thấy ánh sáng trí chẳng thể nghĩ bàn, lúc trí chẳng thể nghĩ bàn, hành trí chẳng thể nghĩ bàn, cho nhóm trí chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới trí chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con đối với các pháp hiểu rõ chân chánh, quán sát chân chánh, được phân biệt chân chánh, thông đạt chân chánh. Con đối với nhân duyên chân chánh có thể hiểu rõ. Bạch Thế Tôn, do vậy nên gọi là đại tướng tán chỉ. Bạch Thế Tôn, đại tướng tán chỉ con, khi cho người nói pháp trang nghiêm về lời nói, biện luận chẳng gián đoạn, mọi vị tinh khí theo lỗ chân lông
vào làm sung mãn thêm thân lực, lòng tinh tấn dũng mãnh, thành tựu trí tuệ, chẳng thể nghĩ bàn. Thể nhập vào suy niệm chân chánh, những việc như vậy đều khiến cho người nói pháp đó đầy đủ, lòng không nhàm chán, tâm được an vui, lòng được hoan hỷ. Do vậy người đó có thể vì chúng sinh giảng nói rộng rãi kinh này. Nếu có các chúng sinh ở nơi trăm ngàn Đức Phật gieo trồng các căn lành, thì người nói pháp về những chúng sinh đó ở trong cõi Diêm Phù Đề tuyên dương lưu trầu rộng rãi kinh điển vi diệu này, khiến cho chẳng gián đoạn dư luận chúng sinh nghe kinh này rồi sẽ cho nhóm trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, nhưng lấy công đức tụ chẳng thể nghĩ bàn. Dù đời vị lai vô lượng trong ngàn kiếp, họ thường ở trong loài người cõi trời được hưởng an lạc. Do đời vị lai được gặp gỡ các đức Phật, mau chóng chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả mọi khổ và ba đường ác được diệt trừ vĩnh viễn. Nam mô Bảo Hoa Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn Quang Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Nam mô Vô Lượng Bách Thiên Ức Na Vô Tha Trang Nghiêm Kỳ Thân Thích Ca Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Thắp lên đúc pháp vi diệu như vậy. Nam mô Đệ Nhất Uy Đức Thành Tựu Chúng Sư Đại Công Đức Thiên. Nam mô Bất Khả Tư Lượng Trí Tuệ Công Đức Thành Tựu Đại Biện Thiên. Phẩm 16 Chánh Luận. Lúc ấy Đức Phật bảo Địa Tạng Kiên Lao: thuở quá khứ có vị vua tên là Lập Tôn Tướng. Vị vua ấy có người con tên là Tinh Tướng. Chẳng bao lâu sẽ nhận ngôi quán đảnh, thống lĩnh đất nước. Bây giờ vua cha bảo Thái tử Tinh Tướng: đời có chánh luận khéo trị đất nước. Ta tuổi xưa từng làm thái tử, chẳng bao lâu phản ứng ngôi vua cha. Bây giờ vua cha giảng nói chánh luận cho ta. Ta dùng chánh luận này khéo trị đất nước. Đến 2 vạn năm chưa từng có một niệm dùng hạnh phi pháp đối với quyến thuộc của mình, không bị vướng mắc bởi tình cảm. Những gì là chánh luận trị đời này địa thần? Bây giờ vua Lật Tôn Tướng vì thái tử Tinh Tướng mà nói kệ. Ta nay sẽ nói các vua chánh luận về loại chúng sinh, đoạn các nghi ngờ. Tất cả quốc vương, vua trời chư thiên nên phải hoan hỷ chắp tay lắng nghe. Các vua hòa hợp gom núi Kim Cang, hồi thế bốn trấn, thưa hỏi Phạm Vương, đại sư Phạm Tôn, đấng tự tại thiên, đoạn trừ tất cả nghi ngờ cho tôi. Làm sao người đó được gọi là thiên, làm sao quốc vương lại gọi thiên tử, sinh trong loài người, sống ở cung vua, chính pháp trị thế mà gọi là thiên? Bốn vua hồi thế hỏi xong việc đó, tôn sư Phạm Vương liền nói kệ đáp: các ông tuy dùng nghĩa này mà hỏi, ta nay cần phải vì mọi chúng sinh mà bày tuyên chương thắng luận đệ nhất. Do cho nhóm nghiệp sinh thông nhân gian, thống lĩnh đất nước nên xưng quốc vương, ở trong thai mẹ chư thiên bảo hộ, hoặc trước giữ gìn sau vào thai mẹ, tuy ở loài người mà làm quốc vương. Vì trời ủng hộ lại xưng thiên tử, tam thập tam thiên đều lấy đức mình, chỉ cho người đó nên gọi thiên tử. Đã thêm xuất thần nên được tự tại liệt gọi pháp ác, ngăn khiến chẳng gọi an trụ pháp thiện tu tập tăng thêm. Hay khiến chúng sinh sinh lên cõi trời, nửa thân quốc vương cũng thân chất lạc, là sẽ không giữ ngang ngừa điều ác, cũng gọi cha mẹ khuyên răng tu thiện thể hiện quả báo. Chư thiên ủng hộ các nghiệp ác lành, vị lai hiện tại nên chịu quả báo. Chư thiên đã hộ nếu có việc ác, chẳng hỏi mà ta chẳng trị tội ấy, chánh giáo chẳng dụng, bỏ xa thiện pháp tăng thêm việc ác, nên khiến trong nước nhiều những tranh gian, tam thập tam thiên đều sinh sân hận. Do vị quốc vương tha ác không trị, ác pháp hại dân, gian trá đầy dẫy, oán thù phương khác tranh đến xâm lược, của cả nhà mình tiền tài trân bảo, giặc trộm hung ác cùng nhau cướp đoạt, như pháp trị đời. Chẳng làm việc đó, nếu làm việc đó, nước ấy gì tan. Như con voi điên, giày xéo ao sen, gió bạo bỗng khởi, mưa độc thường luôn, sao xấu xuất hiện, nhật nguyệt tối tăm, kết quả ngũ cốc đều chẳng nhiều thêm. Do vua bỏ chính, khiến nước cơ hàng, trời ở cung điện đều ôm lo buồn. Do vua bạo ngược, chẳng tu việc lành. Lúc đó thiên đế nói với nhau rằng: vua này làm ác, bạn cũng ác không? Dân nghiệp làm ác bị trời giận hờn, do trời nổi giận chẳng lâu mất nước, binh khí phi pháp gian trá đấu tranh, dịch bệnh hoành hành dồn vào nước ấy,
tất cả trời liền đều bỏ vua đó. Khi nước ấy mất, vô cùng sầu não. Anh em chị em vợ con quý thuộc tan rã cô độc, thân cũng diệt vong. Sao băng rơi rụng, hiện hai mặt trời, giặc ác phương khác xâm lược cõi ấy. Nhân dân đói rét nhiều những dịch bệnh, đại thần trọng dụng đều bỏ tử vong. Với người xe cộ tán chóc diệt tan gia tài sản nghiệp vốn của đất nước, tranh nhau cướp đoạt, chết vì đạo binh, hết thảy vì sao không theo quỹ đạo. Các dịch bệnh ác lan khắp nước ấy, những người hưởng lộc đại thần sủng ái và những quan lại chuyên làm phi pháp làm ác như trên mà hưởng bổng lộc. Người tu pháp lành ngày ngày suy giảm, người theo pháp ác mà sinh cung kính. Thấy người tu hành lầm chẳng ngoái lại, nên khiến thế gian ba điều lạ khởi. Sao mất độ thường, tuôn mưa gió dữ, phá hoại pháp chân, cam lộ vô thượng. Những loài chúng sinh và đất màu mỡ kính nhường tẻ cho ba người lành. Nên mưa đá tuôn, dịch bệnh đói chết, trái cây gạo tốt suy giảm vị ngon. Chúng sinh nhiều bệnh lan khắp nước ấy, quả ngon trái ngọt ngày ngày giảm dần, vị đắng chát dở theo thời tăng lên. Chỗ cũ vui chơi đáng yêu vô cùng, nay đều khô héo không còn ưa thích. Đồ ăn chúng sinh viện ngon hảo hạng, tụng giảm dần dần ăn không bổ dưỡng. Dung nhan xấu xí khí lực suy heo, phàm việc uống ăn chẳng biết vừa đủ. Sức lực tinh thần không còn dũng mãnh, biến nhát do rong tràn đầy nước ấy. Bệnh tật nhiều thêm bức bách thân ấy. Sao số biến động la sát làm loạn, nếu có quốc vương làm theo phi pháp, bạc ác tăng lên tổn đạo trời người. Ở trong ba cõi khổ não thêm nhiều, khởi lên việc ác như vậy không lường, do đều do quốc vương thương yêu quyến thuộc. Dung túng tạo ác chẳng trị mà ta, nếu là hàng trời ủng hộ đời sống thì vua như trên tròn chẳng được tuế. Có người làm lành được sinh cõi trời, người làm điều ác bị đọa ba đường, tập thập tam thiên sinh ra cháy nóng. Do vua chưa ác tha mà chẳng trị, trái nghịch hàng trời và cha mẹ dạy, chẳng trị chánh chân, chẳng phải con hiếu khởi lên gian ác phá hoại đất nước. Cho nên buông tha cần phải trị tội, phải nên hàng trời hộ trì vua đó, ác pháp diệt tan, tu tập căn lành, đời này chánh trị vương vị được tăng. Điều đó nó nói nghiệp lành chẳng lành hay bày nhân quả nên được làm vua. Chư thiên ủng hộ vua lấy gì giúp, vì mình vì người tu chánh trị nước. Có người phá nước phải dùng chánh giáo, vì mạng và nước tu hành chánh pháp, cho nên làm ác không dung túng ác. Còn các việc khác chẳng nên phá nước, nhiều nhân gian ác sau sẽ bại hoại. Nếu nhiều gian trá hủy hoại đất nước, do voi dữ nhất phá hoại ao sen, oán hận hàng trời nên trời vì não, khởi kế việc ác khắp cùng nước ấy. Vậy nên phải dùng chánh pháp trị thế, dùng thiện dạy dân chẳng theo phi pháp. Thà mất thân mạng chẳng yêu quyến thuộc, người thân chẳng thân lòng luôn bình đẳng, xem thân không thân hòa hợp là một, chánh hạnh danh xưng lưu truyền ba cõi, chánh pháp trị nước. Người làm nhiều thiện thường dùng thiện tâm, chiêm ngưỡng quốc vương hay khiến thiên chúng đầy đủ số mạng, phải nên chánh trị gọi là quốc vương. Tất cả trời người kính mến quốc vương, giống như cha mẹ ủng hộ con mình, nên khiến mặt trời các sao và trăng luôn đúng quỹ đạo chẳng mất độ thường. Gió mưa đúng lúc không có tai ương, khi nước phồn thịnh vô cùng an lạc, dân được lợi ích chư thiên như chúng chư thiên. Do nhân duyên đó nên các quốc vương tạm mất thân mạng chẳng nên làm ác, chẳng nên lìa bỏ chánh pháp bảo trơn. Do chánh pháp bảo người đời yêu thương, từng phải thân cận người tu chánh pháp, cho nhóm công đức trang nghiêm thân ấy, chú quý thuộc mình luôn biết vừa đủ. Và sao người ác tu trì chánh pháp, chúng sinh an trụ ở các thiện pháp gia bảo hộ phòng, khiến lìa bất thiện nên đất nước yên, giàu có vui sướng. Dù đó cũng thêm ý đức đầy đủ, tùy theo nhân dân làm các pháp ác, còn phải phục hàng như pháp dạy răng, vua này sẽ được danh dự tốt lành, hay khéo giúp hộ an lạc chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Cang Minh Hợp Bộ quyển 6. Quyển đem có đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Kim Cang Minh Hợp Bộ.